À, nó là cái hai lon kia lấy giống bự. Trời 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 trời, sao có chút xíu vậy bà? Siêu nhỏ luôn, chứ nó nhỏ gì nữa. Anh em mình cùng xem giải trí đến kênh Dũng miền Tây của mình. Rồi, tiếp theo cây này nữa là cây thứ hai anh em ơi. Hiện tại đang lấy bao nè. Hiện tại đang lên bao. Quá dữ vậy thôi. Không biết là có chuột đồng nhiều hay ít nghe anh em. Anh em xem tiếp theo thì coi coi có nhiều hay ít. Ôi vừa thằng mập chạy. Sao gật chuột nổi đây? Quá mập rồi. Không. Mới lại ha. Lúc này đội hình xe kéo đang tham gia để vô gom lúa nè. Còn 200 thì lên đồ trên nè. Máy này thuộc kiểu này thì hết nước chấm luôn anh em ơi. Ngon lành cành đào luôn. Ăn lúc hàm nè. Rồi tiếp tục nạp nguyên liệu thêm lấy bao. Lúa này giống gì cô? OM18. Dạ OM18 giá bán lúc này được nhiêu ký? Bán có 7.450 ha. Lúa này công được 8-900 ký gì không cô? Trời ơi 700 mấy à. Dạ. Rồi có 285 bao. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Không được 300 bao. Dạ. OM18 hiện tại giá bán được 7.450 đồng. Lấy bao kìa. Rồi đội hình cây 100 này cũng đang chuẩn bị lấy bao thêm 700 mấy cái gần 800 ký anh em ơi. OM18 một chồng như vậy thì 20 cái. Rồi đội hình xe kéo đang vô tham gia luôn. Lấy bao vừa rồi anh em ơi. Cặp siêu phẩm. Còn cây này thì đang dính cái bơi nè.
Máy đợt này sao không chơi bô nổ nữa Vũ Toàn? Đi cứu tài quá nghỉ chơi. Máy này có chiếc này có bình độ gì lên không? Có bình độ gì không? 9 tấc 3. Rồi bánh thì bánh ghiền hay là bánh chín? 8 hả? 8 nha. Hả? Quá trời lẹ luôn chứ thấy lẹ gì nữa. Chạy đâu có thua gì à. Của thằng hên đâu. Nó đâu, nó đâu lẹ không đâu. Trời, hai con nó có lẹ gì đó. Gì nữa, thì bởi vậy. Nó có 8 hả? Bộ nó dính gơm để vậy? Nãy chút ngoài đó, nó cao á. Cắt sâu chút đi coi như mới được. Ừ. Lũ quấn này nè. Rồi, ngon lành. Bánh tém nhưng mà tắc 9, tắc 3. Siêu phẩm, coi nó chạy nè anh em. Dữ dằn không? Giờ lại ăn thua tài xế nữa anh em ơi. Tài xế có chịu chơi hết, cần hết số hay không? Lúa em 18 này thấy trúng ha. Cháy gầy hả? Ờ, có cháy gầy. Cho nó cháy có chòm thôi. Lúa này mà nói là 700 mấy ngàn 800 gì đó. Hồi nãy lô kia được nhiêu bao? 285 bao. 285 bao mà nhiêu công? 20 công mà 285 bao, vậy là công nhiêu bao trời? Tính được không tính cũng không ra. 20 thì công 15 đi. Ừ. Ra 300. Nghĩa là công có 14 à. Ừ, công 14 bao. 14 bao mấy? Ừ. 15 bao. Mà bông trúng ghê ha. Củ quả bị cháy gầy, không cháy gầy. Không cháy gầy là vô tắng không? Không được. Ừ. 900 là được. Phải cháy gầy. Đồng này thì đồng xã Bình Giang, huyện Hòn Đất. Tại cái đường lon ngay bon luôn nè. Tài cũng quyết lắm nghe anh em, không có công. Trăm lẻ này hai cây đời 2021 không à anh em ơi. Máy chạy xịn sò lắm. Và tắc chính xe này cũng cỡ 60 xong mấy bao ba lớp. Rồi có ghe cặp bến luôn rồi. Có ghe cặp sẵn luôn anh em ơi. Tràn bồn luôn rồi, hứng không kịp quá trời trúng luôn rồi. Càng kêu luôn rồi.
lúa này 700 mấy 800 ký, thua em 18. Quá ơi, ôi ui có kìa, hết hồng không, đang gửi con luôn. Ra nguyên một đàn. Đặt cái giỡn cái chân chậu cái đùi đó đó. Hiện tại có điện mới giỡn kìa. Giỡn này quá trời nhỏ. Ra nguyên đàn luôn. Xe kéo đang đua với cây chấm lẻ nè. Không hơi không kém luôn. Rồi sắp sửa qua mặt cây chấm lẻ nè. Búa lúc vào không qua mặt luôn. Dữ chưa. Đó ấy cha. Dữ vậy. Búa lúc gà luôn hả? Cái giỡn này nhỏ quá anh ơi. Ừ. Trời ơi, cái giỡn này cái giỡn mini luôn nè. Siêu nhỏ luôn. Cái nó đủ nhỏ nhỏ mà có vô. Đỡ hơn chụp. Ừ. Rồi, bữa nay coi anh này anh với cù bằng cái giỡn này coi thu hoạch được nhiều không anh em ha. Nhỏ quá nó vô nó giỏi không? Để coi ảnh thu hoạch coi được nhiều hay không nghe nè. Thấy cái này nó nhỏ quá nè, phải mà bự bự là im lắm á. Anh vô không biết nhiều kệ. Mà không biết nó vô không biết gì, chuột thì nhiều lắm, không biết nó vô được nhiêu á. Dạ. Cái giống bự đợt rồi á, đợi. Mấy cái đó đâu mất hết rồi. Để nhà kìa. Đặng xong rồi lấy lại. Trời ơi, siêu nhí luôn. Bự đó là nó vô không có sót một em nào hết trơn. Cái một có đủ mẹ. Mẹ nó lại cắt hai lon kia lấy giống bự. Trời 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 sao có chút xíu vậy bà. Siêu nhỏ luôn. Chứ nó nhỏ vậy nữa. Thôi để gì đi đừng tắn đừng gì chứ. Ý đừng tắn vô cái giới làm chi. Rồi. Bữa nay coi ảnh thu hoạch này coi nhiều ít đó anh em ơi. Lắm lắm. Lụm ha, lụm ha. Lụm lụm lụm. Rồi rồi lụm lụm lụm. À ngon lành luôn. Lụm lụm lụm. Mười bảo đảm mười mấy hai ba con luôn. Trời ơi. Chạy không biết đủ chim không nữa. Đây đừng đừng để vô đó, chạy được rồi, chạy nó được phải không? Cái này phải được bự chút xíu nữa là vô nhiều, cái này chắc giỏi quá. Ừ, đúng rồi. Lúc này thì cây chăm lẻ đang đi xuống nè. Thì mới vừa dí cù xong, mới vừa tủ gom rồi lại ngon lành nè. Không biết là thu hoạch được nhiều hay ít nghe anh em ơi.
Ồ, quá rồi anh em ơi. Nhiều lắm luôn à. Cũng luôn. Quá trời trời, nhưng mà không có vô. Chưa, đừng để cho nó ấy đi. Còn cái sao này nữa mới thu hoạch được, mới dỡ lên coi nó có nhiều ít. Rồi chờ rồi. Cây trăm lẻ đi xuống anh em à. Rồi như vậy thì cây trăm lẻ hiện tại đang cắt đi xuống, nhưng mà không biết là đi nhiều. Cái này mà phải hai cây dí xuống một lượt. Quá trời nhỏ, sợ vô không hết, dội ra ngoài. Rồi để dỡ cái ra coi còn có nhiều không anh em ơi. Dội ra ngoài trơn rồi. Được nhiêu hả? Quá nhỏ mà. Hiện tại đang thu hoạch được nhiêu nè. Cái này được cỡ 20 con không? Trời ơi, có mười mấy con. Cỡ mười mấy con ha. Nhỏ quá nhỏ, phải bự là ngon lắm á. Hiện tại anh này anh đang thu hoạch được một số chuột nha anh em ơi. Tại cái này nó nhỏ quá chứ phải bự là ngon lành á. Rồi bên đây cũng nè anh em. Để bắt bỏ vô thử đi tính. Nhóc cái chân luôn anh em ơi. Hai em. Đây coi. Ơi. Không đợi chưa? Dạ. Cầm đây giùm ơi. Cái này phải bự là nó vô nhiều lắm á. Thấy nó cũng có nhiều không? Tạt ra ngoài. Năm sáu con. Bốn con này. Ôi, rồi máy cắt cũng vừa xong luôn rồi anh em ơi. Còn thu hoạch chuột thì cũng được một số nè. Tại nó chạy ra ngoài hết trơn rồi. Mình xin tạm dừng video tại đây. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.